Thế bồn cầu gì mà nó siêu to khổng lồ dữ vậy? Hello các bạn, mình đang đi chợ mua đồ cho bé Bo. Nhưng mà mua xong thì trời đã đổ cơn mưa, cho nên mình vô trong cái trò này để đục mưa nè các bạn ơi. Vô đây mình review mấy món đồ chơi này cho các bạn xem. Cái món đầu tiên mình mua cho bạn Bo là cái nón này nè các bạn. Đội vô một cái là nhìn giống như một chùm tóc của mình luôn. Thử luôn nè. Cái này bạn Bo đeo vô một cái là nhìn mua đen dữ dằn luôn. Tiếp theo là một cái súng. Ủa nhưng mà bên kia sao mà giống cái bồn cầu quá, nhưng mà nó to, nó bự dữ vậy? Cái bồn cầu gì mà nó siêu to khổng lồ dữ vậy? Cái bồn cầu này chắc là cái mô hình chứ không phải là một cái bồn cầu thiệt đâu. Kệ đi nha các bạn, bây giờ tiếp tục review nè. Bạn Bo chắc là sẽ thích cây súng này lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem quy lực của nó nha. Mình sẽ bắn con khủng long. Mình sẽ thử quy lực của cây súng bằng con khủng long này và viên đạn này. Ok, lên đạn nè. Bắn cần trước đi, để chơi còn hồi nó ra xa, chứ xa quá bắn sẽ hụt. À gì mà cũng hụt nữa. Gần lại chút xíu nữa nha các bạn. Yeah, ho ho. Có cây súng này rồi, không có sợ con gì hết các bạn. Gặp là bắn liền. Bây giờ đi ra mé sông nó thử nè. Ở ngoài này có cái bình bát nè các bạn ơi. Ra đây xem có bình bát nào chín không, hái về ăn được á. Này, có bạn nào mà không biết cái bình bát này không? Khi mà nó chín rồi là nó sẽ màu vàng. Mình lột vỏ mình để vô dầm với nước đá đường ăn là rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà hộp nó rất là nhiều, chị xiên xiên bỏ hộp nha. Cái này không chín mà nó đã bị cái gì lằn lằn nhóc luôn nè. Còn trái này thì còn non xèo à. Hai trái này, 1, 2, 3, 4. Bốn trái này cũng chưa chín luôn. Trái xanh luôn, không có trái nào màu vàng hết các bạn ơi. Ở bên đó, sao mà giống quái vật ban ban quá vậy? Nhưng mà tại sao nó lại đi ở trên một cái bồn cầu như vậy? Bây giờ mình phải đi theo nó mới được các bạn ơi. Xem nó có làm chuyện gì xấu không? Nó di chuyển với tốc độ siêu siêu luôn, phải chạy nhanh lắm mới kịp nó. Nếu như ai mà có chơi game thì sẽ biết quái vật Skibidi và quái vật Banban. Có khi nào con quái vật này là sự kết hợp của hai con quái vật đó không? Là Skibidi Banban ngược theo không kịp rồi các bạn ơi. Nhưng mà ở đây mình đang ngược theo thì mình thấy cái này nè. Mấy bạn ở thành phố biết cái này không? Đây là cây mắc cỡ. Cây mắc cỡ là tên nhân gian thôi nha các bạn. Gọi là cây mắc cỡ tại vì khi mà mình đụng vô á thì nó sẽ co lại như thế nè. Mình mà nhìn thấy Skibidi Toilet làm chuyện xấu là mình sẽ chạy trốn liền, tại vì nó siêu to khổng lồ quá, mình không có chống cự lại nó. Lúc đó mình sẽ chạy đi tìm người giúp đỡ. Tạm thời bây giờ mình chưa nhìn thấy cho nên ngồi ở đây nghỉ mệt nha các bạn. Tí xíu nữa sẽ tiếp tục đi tìm. Thì ra bạn Bo này bị con quái vật Skibidi Toilet nó ngựa các bạn ơi. Bây giờ bạn Bo phải ở đây đi, mình sẽ đi tìm người giúp đỡ. Trốn ở đây nha Bo. Con quái vật này nó siêu to khổng lồ mà nó còn là sự kết hợp của hai con quái vật nữa, cho nên muốn đối phó với nó người bình thường không thể nào đối phó được đâu các bạn. Phải cỡ như người sắt sao á. Anh người sắt ơi, giúp đỡ đi. Có chuyện gì anh Tài cứ nói. Là một con quái vật kết hợp bởi hai con quái vật Skibidi Toilet và Ban Ban. 10 con quái vật kết hợp ta cũng xử lý, chứ đừng nói chi là hai con. Vậy bây giờ anh người sắt ra tay nghe. Em sẽ đi dẫn con bò tìm chỗ trốn. Ok anh Tài luôn nha. Ở đây cỏ bao la, ăn thoải mái nha bò. Ăn mấy ngày mấy đêm luôn vẫn chưa hết cỏ đó. Có người sắt xử lý rồi, yên tâm.
Bây giờ đã có anh người sắt rồi, mình đi ra ngoài bờ kè ở ngoài tiếp tục nha các bạn. Bờ kè ở ngoài mát lắm. Sẵn chiến đi ra ngoài đó xem có con gì lạ lạ nữa không. Báo với anh người sắt ra xử một lượt luôn. Công nhận là cảnh ở đây cặp mé sông mát mẻ. Các bạn nhìn nè, cỏ xanh mướt luôn, cắm trại hay dã ngoại là ok luôn á. Phía trên bãi cỏ này thì xanh mướt, mà ở dưới mấy kia thì trái ngược lại các bạn ơi. Ở dưới bờ sông này đúng dơ luôn các bạn ơi. Ôi kìa, gác dài từ đằng đẵng tới tuốt đằng này luôn. Bây giờ mình đi dài dài xem coi có cái gì tái chế được không nha các bạn. Biết đâu hên hên nhặt được cái gì đó về mình chế tạo ra một món đồ chơi cũng không chừng. Nhưng mà trước mắt thì thấy toàn là gác không à, không có cái gì có thể tái chế, tái sử dụng, chế tạo ra được cái món khác hết. Đây là cái nón bảo hiểm. Không có rồi các bạn ơi, toàn là gác không à. Không tìm được gì hết, cho nên bây giờ mình sẽ lắp ráp Lego. Ở đây có cái ghế này luôn các bạn. Ngồi ở đây đã luôn, ngắm cảnh. Tiếp theo, mình sẽ mở hai cái món đồ chơi này là hai bộ Lego. Đó, mình sẽ xé ra, mình sẽ đổ ra trong đây. Lắp ráp sẵn để về cho bạn Bo nha các bạn. Đấy, một bộ. Một tay bên phải, một tay bên trái. Đó là hai cái đầu của một cái kiếm. Đầu trên, cái này đầu dưới nè. Đó, kiếm này có thể quơ được luôn. Phiu. Tới siêu thùng thứ hai. Nè các bạn, bộ đồ này của cảnh sát nè. Ở cái nấu này vô là dành giống luôn nè. Ngươi có mặt ở đây hôm nay thì chắc cũng đã biết nhiệm vụ cần làm của ngươi. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Lần này nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng quay trở về. Bé Bo đang ngủ, ta phải nhân cơ hội này đi vào trong ngôi nhà của bé Bo, lấy cắp những món đồ chơi. Trong ngôi nhà đó chắc chắn sẽ có rất nhiều món đồ. Không xong rồi, bé Bo đang ngủ, tên người sói lẻn vào nhà định làm cái gì? Bây giờ ta sẽ tìm món đồ đẹp nhất để đem đi về động của ta. Wow, đúng là trong ngôi nhà này có rất nhiều món đồ mà từ trước đến giờ ta chưa nhìn thấy. Đây là Godzilla nhưng chỉ là mô hình. Nhiều thứ thế này ta cũng không biết phải lấy món nào. Thì gã tên sói đó định lấy đồ của bé Bo, nhưng mà bây giờ mình không thể chiến đấu lại. Ta sẽ tìm món nào to nhất. Bây giờ mình phải đi báo với sư huynh. Sư huynh ơi, em cần giúp đỡ. Cần gì để cứ nói. Nhờ huynh thu phục con sói áo đỏ. Không vấn đề, hãy xem ta ra tay. Con cá sấu màu xanh, con khủng long màu vàng, và dưới kia là một chiếc xe. Bên đây là tên người sắt. Người sắt này ta xích cổ của ngươi. Ngươi có giỏi thì chống cự đi. Bình thường ngươi hay giúp người lắm mà, sao bây giờ không giúp bản thân của ngươi? Con sói kìa sư huynh ơi, nó đang ở trong ngôi nhà giấy bên kia kìa. Đúng rồi, ta sẽ mang con khủng long cổ dài này về cho chủ nhân. Chắc chắn chủ nhân sẽ rất thích. Oh no. Sư huynh ơi, huynh hãy đuổi theo con sói đi. Em sẽ đi qua ngôi nhà của bé Bo xem coi có bị mắc cái gì không. Bị mất tiêu con khủng long cổ dài rồi. Bây giờ mình sẽ ở trong đây canh giữ nha các bạn. Tên sói kia mà quay trở lại là mình sẽ chiến đấu hết mình luôn. Nè Nini, đi qua phía bên kia canh giữ, khi nào gặp kẻ lạ là báo với ba ba liền nha. Đứng ở đó, đứng ở đó, đừng có đi đâu. Tên sói kia dám lấy khủng long của bé Bo, ta mà gặp ngươi là ngươi sẽ không chạy thoát đâu. Con khủng long này thật to thật xinh, lần này ta lập được công lớn rồi. Nó đang ôm con khủng long bên kia kìa các bạn ơi. Nó đang đi qua bên đường để mà đi vào trong khu rừng đó, phải ngược theo mau. Chủ nhân mà gặp con khủng long này chắc chắn sẽ rất thích. Mãi lo chạy mà ta quên là chủ nhân đã ban cho ta cây súng này. Thì làm sao ta phải sợ. Bây giờ ngươi hãy đến đây, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Trả con khủng long đây, ta sẽ cho ngươi một lối thoát. Sợ quá, tới đây mà lấy hết lối thoát của ta nè. Hay lắm, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là võ thuật thôi. Chơi gì chơi súng. Ê, được rồi, chơi.
Người chủ nhân, thuộc hạ lấy được một con khủng long từ nhà bé bò, xin phép dâng lên chủ nhân. Ngươi làm tốt lắm, nhưng chỉ lấy được một con khủng long thôi sao? Tại sao ngươi không lấy nhiều hơn? Mau quay trở lại đó, lấy thật nhiều cho ta, lấy hết luôn thì càng tốt. Đệ ơi, tên sói kia có gây súng, ta thì chỉ tay không, không có đánh lại nó. Huynh đi thêm nè, vào trong đây, sẽ có bất ngờ gì huynh. Có thứ mà ta cần là được rồi. Ở đây em có 1, 2, 3, 4, 3 cây súng và một cây búa. Sư huynh cứ tùy trọng đi. Để nói sơ qua cho ta biết về sức công phá của những loại vũ khí này. Cây súng này là cây súng to nhất, có thể bắn ra tia nước xa 4 mét. Lợi hại quá, thôi để xài mình lên đi. Tới cái khác. Cây búa có thể chọi, có thể bay tới đánh. Cây súng này bắn liên thanh. Mấy cái món này sư huynh chưa đồng ý thì em có cái này còn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này em rất kỹ á. À, đây nè, đây là một cây súng nhỏ, có thể dắt cái trên đây. Đây cái áo kia rồi, nhưng mà nó vẫn muốn lú ra như thế này nè. Còn cây này nhỏ hơn nữa. Cây này đối thủ không phát hiện được đâu. Mình sẽ để trên đây, dắt cái áo lại để nó vẫn bình thường, hoặc là mình để trong cái túi luôn. Đó, để sử dụng mình sẽ móc cái túi ra. Đây, bắn. Em thấy siêu huynh xài cây này là ngon đó. Kết hợp thêm cái đồng hồ này, cái đồng hồ này có thể phóng ra khủng long. Siêu huynh đeo cái đồng hồ này vào tay và để cái cây súng này vào túi đi. Có được cây súng mini với cái đồng hồ khủng long này thì khả năng chiến thắng của mình là rất cao rồi các bạn ơi. Cái đồng hồ này có một cái đầu này là đầu con khủng long bảo chúa các bạn ơi. Mình sẽ mở đường bên đây nè các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ đeo đồng hồ khủng long vào tay, sẵn sàng. Ok, quá ngon lành luôn rồi. Giờ mình sẽ cho khủng long xuất hiện. Ôi, con khủng long xuất hiện thiệt rồi. Ôi, nhưng mà con khủng long bằng cái ngón tay của mình à, làm sao mà chiến đấu được. Cái đồng hồ này không có tác dụng rồi. Đây chỉ là con khủng long bằng nhựa dẻo mà thôi. Nó mềm xèo như thế này, nó nhẹ te như thế này, nó nhỏ bằng ngón tay thôi thì chẳng làm được gì hết. Sao để đây gạt ta, đưa cho ta một cái đồng hồ giả. Giả gì? Đó là đồng hồ thiệt mà. Thiệt thì tại sao lại biến ra một con khủng long bằng nhựa, bằng đầu ngón tay thì làm sao mà chiến đấu được? Đệ đâu có biết, thấy người ta quảng cáo trên mạng biến ra con khủng long bự lắm, cho nên đệ mới đặt hàng. Hiểu luôn, vậy là cây súng này cũng mua trên mạng chứ gì. Vậy thì giữ xài luôn đi. Người sắt cây súng, nhờ người sắt đi. Hay quá, có anh người sắt rồi thì con sói áo đỏ kia hết đường mà chạy thoát. Ngươi hãy ở trong ngôi nhà này theo dõi động tĩnh của bọn chúng. Có động tĩnh gì thì ngươi phải ngay lập tức báo cho ta biết. Xin tuân lệnh chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là canh giữ khủng long này. Khủng long mà bị mất là ta sẽ hỏi tội ngươi. Nhớ kỹ, không được rời mắt khỏi khủng long cổ dài. Thuộc hạ nguyện hết sức mình để bảo vệ khủng long. Ta không để cho bọn quái vật lấy khủng long đơn giản như vậy đâu. Anh người sắt đã chi tìm tới lính áo đỏ để lấy lại khủng long. Bây giờ mình sẽ đi về nhà xem tình hình như thế nào rồi nhé. Chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ theo dõi những người trong nhà này. Ta nhất định không làm cho chủ nhân thất vọng. Các bạn ơi, ở tập trước, sư đệ của mình đã tìm được người sắt và nhờ anh người sắt giúp đỡ. Bây giờ mình sẽ về nhà và bảo vệ những đồ trong nhà nha. Mình sẽ ngồi chỗ cầu thang này để canh giữ. Khi có kẻ lạ mặt xuất hiện, hãy đến cửa phía sau này, mình sẽ báo ngay lập tức. Đây là ngôi nhà giấy. Trong ngôi nhà giấy này chắc là sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đây. Hôm trước lấy được con khủng long cũng ở trong ngôi nhà giấy này. Bây giờ vô thêm một lần nữa. Ta sẽ ở trong ngôi nhà này đợi lệnh của chủ nhân. Ngôi nhà giấy này tuy nhỏ nhưng có rất nhiều đồ chơi. Chủ nhân ra lệnh lấy món nào là ta sẽ đem đi về ngay. Mình có quả trứng bủ bối này nè các bạn. Bây giờ sẽ đem về cho sư huynh sử dụng. Sư huynh, sư đệ. Sư huynh có biết đây là gì không? Bên trong quả trứng này có rất là nhiều bủ bối. Hay quá vậy. Bây giờ lấy ra. Sư huynh xem nha. Bên trong này có nhiều thứ làm sư huynh bất ngờ lắm đây. Trước tiên phải nói đến hai khẩu súng này. Mấy cái súng như thế này huynh có nhiều rồi, không có gì bất ngờ cả. Hai khẩu súng này khi mình bóp còi là nó kêu vậy thôi,
Nhưng mà nó không có đạn đâu nha. Không có đạn thì đâu phải là cây súng. Nếu gọi là cây súng, vậy cây súng này để làm gì? Mình chỉ hù được kẻ xấu thôi. Để đi, một hồi một người một cây. Còn trong kia là gì xô cái hết luôn đấy. Còn đây, mấy con khủng long này đệ mới mua được, giờ giao lại cho sư huynh cất giữ nha. Cẩn thận nha sư huynh. Mình có thể chơi được trò chơi cho nó kẹp tay như vậy nè. Đó, 5 con là sẽ cho 5 ngón tay. Sư huynh cất giữ cẩn thận nha. Khủng long có cánh nè. Khủng long này sống dưới nước. Khủng long này khủng long ba sừng. Khủng long này là khủng long bạo chúa. Đây khủng long bạo chúa luôn. Mình cứ chơi trò chơi vậy nè. À, bây giờ đại sẽ cắt vào trong đây và giao quả trứng này cho huynh. Huynh cắt giữ quả trứng này cho cẩn thận nha. Còn cây súng này mỗi người một cây, khi nào mà có kẻ xấu huynh cứ nhắm huynh bắn. Đại nghe tiếng là đại tới để tiếp huynh, còn khi nào đại gặp thì đại cũng bắn, lúc đó huynh tới huynh tiếp đại. Tạm biệt đại. Bây giờ các bạn ơi, mình có cây súng này bảo vệ quả trứng này, mình sẽ đi cắt quả trứng này nha các bạn và tìm chỗ ẩn náu nha. Anh người sắt ơi, chưa có tin tức của khủng long nữa hả? Bây giờ để em tìm phụ anh người sắt nha. Được đó anh Tài, bây giờ chúng ta chia ra hai hướng, khi nào anh Tài phát hiện đối tượng thì báo cho ta liền. Bây giờ mình sẽ đi hỗ trợ anh người sắt nha các bạn. Mình sẽ tìm tên lính áo đỏ, gặp tên lính áo đỏ ở đâu là mình sẽ chém người sắt liền. Hello đệ đệ. Sao huynh không ở nhà đi, tới đây làm gì? Ta đã cắt khủng long rồi, ở nhà buồn quá, đến đây xem có giúp được gì cho đệ không. Huynh không đến đây thì đã là giúp rồi đó. Ở đây có người sắt rồi, bây giờ huynh về nhà bảo vệ khủng long đi. Nhưng mà ở nhà không có làm gì cả, buồn chịu không nổi. Bây giờ huynh muốn hết buồn phải không? Để sẽ cho huynh cái này. Là Lego. Được đó, bây giờ huynh sẽ tìm chỗ gáp cái này. Gáp xong là huynh đi về nhà liền. Sư huynh của mình đúng là huyền thiệt các bạn ơi. Bây giờ phải tranh thủ thời gian này đi tìm tin tức của cái bọn quái vật đó. Đây là căn nhà bảo quan này các bạn ơi. Xung quanh có một rất là tùm. Còn đây có mấy cái cống này nữa. Có khi nào tên lính áo đỏ trốn ở trong đây không? Giấu con khủng long ở trong đây không? Tiếp tục đi vào sâu bên trong mới được. Bây giờ phải tranh thủ lắp nhanh cái Lego này. Đây không biết là Lego gì đây các bạn ơi. Nhìn cũng đơn giản, mình nghĩ là gáp chắc cũng nhanh á. Có mấy chi tiết thôi. Đây này, bộ phận chính nè. Bộ phận chính có cái chân gắn như sẵn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái đầu. À, đây là nhân vật trong Minecraft các bạn ơi. Nhưng mà mình không có chơi game đó, cho nên mình không biết tên nhân vật là gì. Mình chỉ gáp để thành một cơ thể hoàn chỉnh thôi. Đây, hai cái tay. Nói dài hai tay ra. Và đây là cây cung. Rất nhanh chóng luôn các bạn ơi. Ồ. Ồ, cây cung. Cây cung này cầm thế nào đây? Ok. Nhân vật này sử dụng cung tên các bạn ơi. Có bạn nào biết tên của nhân vật này không? Biết thì comment vào bình luận cho mình mở mang kiến thức nha các bạn. Công nhận là sư đệ của mình có mấy món đồ chơi đã không rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem mô hình này về nhà. Lần sau mình gặp sư đệ là mình kêu cho sư đệ cho thêm mấy cái nữa. Ở phía sau lưng của mình là một căn nhà, nhìn thấy lạ lắm các bạn ơi. Bây giờ đi vào trong căn nhà đó nha. Đây giống như là một căn tin, nhưng mà bây giờ đã bị bỏ hoang rồi, không có ai cả. Đường đi thì rất là dơ nè, rất là tự ơi rất là nhiều. Chủ nhân đã giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ khủng long. Bằng mọi giá ta sẽ không để bất cứ ai đụng vào. Thì ra tên sói đó đang canh giữ khủng long ở đây. Bây giờ mình phải đi về báo cho anh người sắt biết, anh người sắt sẽ tới đây xử lý tên sói đó. Chỉ là một tên người sắt, người cũng không đối phó được thì làm sao làm được chuyện lớn. Thuộc hạ đã biết lỗi, xin chủ nhân cho một cơ hội lấy công chuộc tội. Hãy đi theo ta. Các bạn ơi, anh người sắt đã đánh bại con lính áo đỏ đó, sói áo đỏ đó. Bây giờ mình sẽ đem con khủng long này về cho sư huynh cất giữ nha. Sư huynh thấy người sắt lợi hại chưa? Trong vòng chưa được 30 giây nữa là lụm tên lính áo đỏ liền. Huynh đem khủng long cổ dài này để chung với 5 con khủng long nhỏ kia đi. Để đi quên à, bây giờ sẽ cắt chung con khủng long này với 5 con khủng long nhỏ lúc nãy. Sinh vật màu xanh kia sao mà giống quái vật trong game quá vậy? Đúng là quái vật trong game này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi theo xem con quái vật đó đi đâu và làm cái gì nha các bạn. Mình sẽ đi từ từ, giữ khoảng cách, đừng có cho nó phát hiện nha các bạn. Rất may là hôm nay đi chơi mình có đem theo món đồ này. Đây là con rồng ba đầu.
Bây giờ mình sẽ lắp ráp con rồng này để cho nó thu phục quái vật game kia. Ok, tiến hành nhanh chóng lên nha các bạn. Wow, mở bọc ra đầu tiên mình sẽ thấy được hai cái cánh nè. Hai cái cánh này mình sẽ để riêng qua, lắp các bộ phận kia xong rồi mới tới cái cánh này nha các bạn. Wow, ngon à. Đây nè các bạn ơi, đây là ba cái đầu nè. Mình sẽ để ba cái đầu ở bên đây. Mình sẽ nhóm từng bộ phận lại. Như vậy thì sẽ dễ lắp ráp hơn. Ba cái đầu, hai cái cánh. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Đây là cái thân. Sẽ lắp cái chân này vào. Một bên chân, hai bên chân. Ok. Như vậy là đứng được rồi nè. Từ bộ phận này, bây giờ mình sẽ nối dài cái đuôi ra. Không biết đúng không nữa. Cái đuôi của con rồng này nó có quá nhiều đoạn. Đã lắp đến đoạn thứ 3 rồi nhưng mà vẫn còn dài ra nữa. Ok, xong cái đuôi rồi các bạn ơi. Chỗ này dính lên cái ơi. Đó. Cái đuôi của bạn rồng này dài như là một con rắn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn hai cái cánh. Quên rồi các bạn ơi, bây giờ lắp phần đầu trước chứ. Một cái đầu nè. Rồi. Ok. Tiếp tục. Cái đầu tiếp theo. Chúng ta được hai đầu rồi. Tiếp tục. Còn cái đầu thứ ba. Ok. Là ba đầu. Nhưng mà không biết đúng hay chưa. Từ từ, để một hồi nữa xem sao. Mình đã xem kỹ lên rồi các bạn ơi. Ráp như vậy là không có đúng. Bây giờ mình phải đi về nhà tìm cái giấy hướng dẫn mình coi lại mới được. Ở đây có quá là nhiều bông luôn. Có bạn nào biết bông này là bông gì không? Bông của nó chùm luôn nè. Đây là cây mình mới coi thông tin trên internet. Cây này là cây sử quân tử nha các bạn. Cái này khi mà nó dài ra, nó tỏ cái bóng ra là rất là mát luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được hướng dẫn lắp ráp rồi các bạn ơi. Bây giờ tìm chỗ này an toàn để lắp ráp thôi. Chỗ an toàn bây giờ là một chỗ mà con quái vật game nó không phát hiện ra mình. Cái thứ hai nữa là nó phải là một nơi không có nắng. Tại vì bây giờ trời rất là nắng các bạn ơi. Ngồi giữa trời nắng thì không có thể nào tập trung mà lắp ráp được đâu. Cái gốc cây bự như thế này thì cái tán cây các bạn nghĩ đi, nó sẽ bự như thế nào các bạn. Ở chỗ này có hơn một chục cây như vậy thì đảm bảo ánh nắng khó mà xuyên qua khe lá được các bạn ơi. Nói thì nói như vậy nhưng mà có mấy chỗ ánh nắng vẫn xuyên qua tuốt các bạn ơi. Đây nè, một chỗ nè, bên đây một chỗ nè, nhưng mà mình sẽ tránh mấy chỗ đó ra thôi. Chỗ này vừa mát vừa có thảm cỏ xanh ngắt luôn các bạn, rất là im. Các bộ phận này mình đã lắp ráp thành những cái mà bộ phận lớn rồi, điển hình như là cái đầu nè các bạn. Mình đã gấp thêm mấy cái này vào nè. Còn hôm trước mình bị sai là bị sai chỗ này, cái đầu tự nhiên ở đây gắn vô chỗ đây luôn là đâu có đúng. Mình phải qua một cái này nữa nè cho nó dài ra đó này, rồi mình mới đẩy cái đầu vào trong đây, như vậy mới là hợp lý. Vô, vô, vậy là xong rồi đó các bạn. Nếu mà không có tờ giấy hướng dẫn là mình chưa có lắp ráp được con rồng này đâu các bạn. Bạn rồng của chúng ta sẽ đi tìm quái vật trong game kia. Thật là ngứa tai ngứa chân quá. Không biết xung quanh đây có con vật gì không, ta sẽ đi tìm và đánh nó cho đã tay chân chơi coi. Trong quá trình tìm kiếm con quái vật kia thì mình sẽ lên trên internet để tìm kiếm thông tin của nó. Mình tìm được thông tin rồi các bạn ơi. Đó là nhân vật khắp thành phít đồ ở trong game đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đi tìm nhân vật này nha. Vận động cả ngày rồi, bây giờ đói bụng quá các bạn ơi. Bây giờ phải tìm cái gì ăn mới được. Không có đồ ăn, một hồi đi hết nổi luôn. Mình sẽ cho bạn rồng đi vào trong cái hang này nè các bạn. Ở đây có một cái hang nè. Cho bạn rồng vô trong đây, lút cái đầu ra. Xong rồi mình đi ăn, mình sẽ quay lại, mình tìm bạn rồng. Lút vô đi nha bạn rồng. Đó, lú mấy cái ba cái đầu ra thôi. No rồi, bây giờ uống nước vô một cái cho đã khát nha các bạn. Quá đã. Cấp thành phích đồ đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Công sức lắp ráp bằng gồng bấy lâu nay, bây giờ đã đến lúc sử dụng băng rồng rồi. Mình sẽ đi lấy băng rồng, đưa băng rồng đến một nơi không gian rộng rãi, thoáng mát để cho băng rồng thể hiện sức mạnh. Ồ nhưng mà khoan đã, cái hang lúc nãy đã mất tiêu rồi.
cái hang của băng rồng đâu mất tiêu rồi, mất định hướng luôn rồi. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Đây, đúng rồi. Hên quá băng rồng vẫn còn ở đây. Tính ra băng rồng này mình lắp ráp 2 ngày luôn mới xong đó các bạn. Ngày thứ nhất mình lắp ráp giữa chừng bị bí, xong rồi về nhà nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau có hướng dẫn mình lắp ráp mới xong. Căn mục này chống chảy, rộng rãi cho bạn thể hiện. Giờ đây hoàn toàn ok luôn rồi. Rất là rộng, bao la rộng lớn luôn. Cho bạn xuống chỗ này. Ok, thể hiện sức mạnh đi bạn rồng ơi. Mình sẽ núp ở trong gốc cây này, đợi tin chiến thắng nha các bạn. Hay quá luôn rồi, một chiêu một là lụm luôn. Bây giờ cũng như thường lệ, mình sẽ đi tìm chiến lợi phẩm là cái gì quên rồi, là khắp thành thiết đồ đưa về bộ sưu tập của mình. Nó nằm ở tuốt đằng kia luôn kìa các bạn ơi. Bây giờ buổi chiều rồi, mát mẻ quá. Bây giờ buổi chiều người ta ra đây, người ta dắt chó đi dạo nữa. Đây nè. Bây giờ nó là một mô hình, nhìn thấy cưng quá. Hello các bạn, mình đã thoát khỏi quái vật Gankho. Và bây giờ mình sẽ dùng Lego này lắp ráp lại, dùng đồng loại của nó để chiến đấu với nó. Mình lỡ tay làm rớt quả trứng xuống sông rồi các bạn ơi. Quả trứng đó là ở bên trong là có Goku. Bây giờ mình phải tìm cách lấy quả trứng lại mới được. Quả trứng đó mình mua cho bạn Bo. Không tới rồi các bạn ơi. Phải tìm cái cây gì đó nó khiêu được. Ở đây nhiều gác quá. Ở phía bên đây có một miếng dán này, mình có thể lấy miếng dán này để khiêu được nè. Cẩn thận, chật chân một cái là ướt mùi mình luôn. Từ từ. Anh siêu nhân ở trong quả trứng đó thì sẽ không bị ngợp nước đâu. Nước không có vô trong quả trứng được. Quả trứng nó rất là kín. Muốn mở ra cũng rất là khó chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn. Ok, đã giải cứu được rồi. Quả trứng yêu dấu cuối cùng cũng đã trở về tay của mình. Bây giờ mình sẽ lắp Lego trước, xong rồi mới mở quả trứng này ra cho các bạn xem nha. Cái mỏ của nó có thể cạp lên cạp xuống được nè các bạn. Nhìn tổng thể thì bộ Lego này không khác nhiều lắm so với con quái vật ngược mình lúc nãy. Mình sẽ lắp ráp từ những bộ phận lớn trước nha các bạn. Cái phần xanh xanh này không biết có phải cái quần không nữa, nhưng mà con quái vật lớn lúc nãy không có cái phần xanh xanh này. Mà thôi kệ, lắp xong đi rồi tính sau nha các bạn. Trong một đống phụ kiện này, mình sẽ ưu tiên hai cái tay, vì hai cái tay nó lớn sẽ dễ lắp. Như vậy là xong một cái tay. Xong hai cái tay. Tiếp theo sẽ là bộ phận nào đây? Mấy cái nhỏ nhỏ này nó khớp thì mình gắn nó vô trước nha các bạn. Thì ra đây là cái ngón tay, và bây giờ sẽ là bàn tay. Một cái ngón tay. Hai cái ngón tay. Wow, cuốc của nó nè các bạn. Ở dưới đây còn hai cái móng nữa. Một cái móng vuốt
hai cái móng vuốt. Cái bàn tay tiếp theo cũng lắp y chang như vậy là sẽ được hai cái bàn tay. Bây giờ mình chỉ việc cho hai cái bàn tay vào trong hai cái lỗ này thôi các bạn. Một cái lỗ thứ nhất này có thể bẻ lên được nè. Đó, di chuyển lên di chuyển xuống được nè. Tiếp theo, một cái lỗ thứ hai. Ok. Bây giờ có hai cọng dây xích này nữa, rất là ngộ luôn nha. Cho hai cọng dây xích vào bên hai cái tay. Phía ngoài tay nè có cái lỗ này, bấm vô. Chỉnh. Ok nè các bạn ơi, quái vật này lắp ráp xong nhìn cũng khá ngầu nha. Đánh xong lại rồi, bây giờ mình sẽ nhờ tới anh Goku trong quả trứng lúc nãy mà các bạn đã xem á. Anh siêu nhân còn đang trong quả trứng này, anh siêu nhân sẽ nhanh chóng được ra thế giới bên ngoài thôi. Không khó gì mấy. Lớp vỏ này là gồm hai mảnh như thế này nè các bạn. Chỉ việc mở ra là được thôi. Bây giờ mình muốn lắp lại cũng được, nó bóp lại là nó xíu lại như thế này, thành một quả trứng. Siêu nhân Goku đã xuất hiện. Tên tên tên. Tóc màu đỏ, đôi giày cũng màu đỏ luôn nha các bạn. Và bên đây là cái gì đây? Hình như là... À đúng rồi, cái này để cho anh siêu nhân đứng. Ghim vào trong đây. Và anh siêu nhân có thể đứng được rồi. Yeah. Bây giờ sẽ đưa anh siêu nhân đi kiếm chỗ để xuất chiêu liền. Quái vật kia gặp anh siêu nhân là sẽ chạy ngay thôi. Đưa anh siêu nhân tới chỗ chiến đấu. Xong là mình sẽ đi tìm mô hình quái vật lúc nãy. Lúc nãy bị con quái vật siêu to kia nó đánh. Bây giờ mô hình của mình không biết ở đâu. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ cho anh siêu nhân đứng ở trong cái bụi cỏ này, núp ở trong đây. Ok anh siêu nhân, cho che là gì nè. Chừng nào gặp con quái vật kia là phóng to lên. Anh Tài, đang đi đâu mà dáng vẻ gấp gút quá vậy? Em đi tìm mô hình quái vật, anh người sách có nhìn thấy không? Thế thì không thấy rồi, nhưng mà tại sao phải đi tìm? Mô hình của em chiến đấu không lại quái vật gánh khô, cho nên bị đánh bay mất tiêu, anh người sách có thể giúp em được không? Đương nhiên là được rồi, anh Tài đi tìm mô hình đi, còn lại để ta xử lý. Ở phía đống đá đó, hình như là cánh tay mô hình. Cánh tay mô hình nằm ở đây, thì các bộ phận còn lại cũng sẽ vòng vòng đây thôi, không đi đâu xa đâu các bạn. Mình sẽ tìm hết đống đá này, phải cố gắng tìm được mô hình, sau đó đến hội ngộ cùng anh người sắt. Hình như chỗ đó là một cánh tay nữa kìa. Vậy là được hai cánh tay rồi, còn bộ phận chính thì chưa thấy. Tiếp tục tìm bộ phận chính nha các bạn. Trời này nắng muốn cháy da luôn các bạn ơi. Ý là mình có đeo găng tay, có mặc áo khoác, có đội nón luôn, mà chỉ muốn không nổi luôn á. Các bạn đi ra đường nhớ đội nón, mặc áo khoác, đeo khẩu trang nha. Tại mình nói chuyện mình mở khẩu trang ra nhưng mà nghĩ nói là mình đeo khẩu trang vô liền. Mô hình của anh đang bên gốc cây kia kìa anh Tài ơi. Hèn chi, hồi nãy giờ em tìm bên đống đá đó không có. Cảm ơn anh người sắt nha. Bên gốc cây đó mát, anh vô trong đó ngồi và đợi tin chiến thắng của ta luôn nhé. Ok anh người nhện ơi, tạm biệt. Hồi nãy anh người sắt mà mình chào lộn anh người nhện các bạn ơi, không biết anh người sắt có nghe không nữa. Đây nè, thì ra ở trong đây mát mẻ như này, dưới một gốc cây mà nãy giờ mình không biết tìm, mình tìm ngoài đống đá kia nắng quá chèn. Như vậy là đủ ba bộ phận rồi nè các bạn. Vô trong bóng cây này ngồi rồi một cái, mát mẻ gì đâu luôn các bạn. Bây giờ mình ngồi ở đây mình đợi tin chiến thắng của anh người sắt nha. Hai cánh tay này đơn giản lắp vô một cái là xong thôi. Đã có anh người sắt giúp đỡ thì anh Goku anh Goku khỏi phải chiến đấu vất vả. Bây giờ em sẽ cho anh vô trong cái quả trứng này nha. Em sẽ đẩy anh lại. Vừa luôn. Anh Tài, quái vật đã bị ta thu phục rồi. Hay quá vậy anh. Anh người sắt, number one. Nó đã bị ta đánh bể ra thành từng mảnh. Anh Tài có thể đi tìm và lắp ráp thành một mô hình được đó. Vậy thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn anh người sắt rất là nhiều. Ủa nhưng mà bây giờ biết tìm những cái mảnh ghép đó ở đâu đây anh người sắt? Phía sau ta có một bãi cỏ. Anh Tài, hãy đi vào đó mà tìm. Ok anh người sắt luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem hai mô hình này đi cắt cái đã. Rồi mình sẽ đi tìm cái mô hình mới vừa lúc nãy. Mình sẽ để vào trong đây nha các bạn. Ok, hai bạn đứng đây đợi mình chút xíu đi. Là sẽ có thêm một người bạn nữa. Ở đây nhiều cỏ như thế này, muốn tìm được cái mô hình nhỏ nhỏ hơi chua nha các bạn ơi. Mấy cái lá này màu xanh xanh nè, mấy cái lá này nó che một cái là không có tìm ra được đâu. Bây giờ mình sẽ chơi trò dạch lá tìm mô hình. Và cuối cùng sau khoảng thời gian hơn một tiếng dạch lá tìm mô hình thì mình cũng đã tìm gặp
nhưng mà còn thiếu hai cái tay. Ở bên kia thấy một cái tay rồi, ở đây là một cái tay nữa, còn một cái tay nữa. Chắc là đi về luôn các bạn ơi, trời nắng nóng quá chàng, tìm nãy giờ mà chỉ thấy được một cái tay và một cái bộ phận chính thôi. Bây giờ chắc gáp lại và đi về thôi, chứ nắng quá tìm một hồi nữa là xỉu luôn. Ok luôn các bạn, bây giờ về tới nhà rồi rất là mát mẻ luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp thêm một cái mô hình này nữa. Mô hình này chỉ có một cái tay, thiếu một cái tay rồi, nhưng mà tạm thời là như vậy đi, sau này sẽ tìm thêm một cái tay nữa.